Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng bí thư lấn sân quyền lực, vi phạm hiến pháp trở thành thường lệ. Ngày 27 tháng 11, AFI tiếng Việt có bài, Tổng bí thư lấn sân, bình thường hóa việc vi phạm hiến pháp. Theo đó, AFI cho hay, hiến pháp năm 2013 quy định, nhà nước là một tổ chức mang tính chính trị, có quyền lực tối cao trong xã hội. Chủ tịch nước giữ vai trò là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về đối nội và đối ngoại. Và đây là hình bài trên AFA. Trong khi đó, Tổng Bí Thư chỉ là chức danh lãnh đạo cao nhất của đảng Cộng sản, dù là đảng cầm quyền nhưng vẫn chỉ là một tổ chức chính trị, chứ không đại diện cho nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, trong chuyến thăm chính thức Malaysia, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 11, Tổng Bí Thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia đã quyết định nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. AFA dẫn lời luật sư Đặng Đình Mạnh nhận xét việc ông Tô Lâm đại diện Việt Nam nâng cấp quan hệ với Malaysia là không đúng thẩm quyền. Theo hiến pháp hiện tại, chủ tịch nước là người đại diện nhà nước Việt Nam trong quan hệ đối ngoại. Theo đó, chỉ có chủ tịch nước mới có thẩm quyền ký kết các hiệp định song phương, đa phương, bao gồm cả thỏa thuận nâng cấp quan hệ ngoại giao. Cũng theo hiến pháp, tổng bí thư của đảng Cộng sản không được quy định có vai trò gì trong quan hệ đối ngoại của nhà nước Việt Nam cả. Nhiều nhà quan sát cho rằng, các quốc gia gần đây đã chấp nhận làm việc trực tiếp với Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam bởi họ nhận ra đây mới là người có thực quyền. Và đây là hình chủ tịch nước Lương Cường. AFA dẫn lời nhà quan sát chính trị Vũ Đức Khanh nhận định rằng sở dĩ ông Tô Lâm chứ không phải chủ tịch nước Lương Cường đã đại diện Việt Nam tới Malaysia để nâng cấp quan hệ bởi vì Tô Lâm hiện là nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam. Ở một khía cạnh khác, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc lại đánh giá cao dàn trợ lý của ông Tô Lâm khi đã có những bước đi ngoại giao thời thượng nhằm nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Malaysia, nước sẽ làm chủ tịch ASEAN trong 5 năm tới. Chính phủ Kuala Lumpur rất cứng rắn trong vấn đề biển đảo, nên Việt Nam phải nâng cấp ngay quan hệ với nước này để tạo sự đồng thuận đối phó với Trung Quốc, ông Phúc kết luận. Còn với việc ông Tô Lâm với vai trò là tổng bí thư lại thay mặt nhà nước Việt Nam ký kết các văn bản ngoại giao, ông Đinh Kim Phúc cho rằng ở Việt Nam có bốn cái ghế gọi là tứ trụ, theo thứ tự gồm tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội với quyền lực không nói ai trên ai vì tất cả đều theo sự phân công của đảng. AFA nhắc lại, từ khi lên nắm quyền, ông Tô Lâm đã liên tiếp phát động các kế hoạch tham vọng nhằm cải cách thể chế và chống lãng phí toàn bộ bộ máy chính trị cũng đã được quy động để thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư. Và đây là hình Tổng Bí Thư Tô Lâm. Điều 4 Hiến pháp năm 2013 quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. AFA đặt vấn đề liệu Đảng Cộng sản có đang hoạt động dựa trên giả định vì điều 4 trong Hiến pháp cho họ quyền lãnh đạo nhà nước, nên hiện nhiên Tổng Bí Thư của đảng này cũng có thẩm quyền đại diện nhà nước hay không. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ toàn văn bản hiến pháp năm 2013 không hề tồn tại chức danh tổng bí thư. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường tuyên truyền người dân cần phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nhưng trong trường hợp này, rõ ràng đảng Cộng sản đang hoạt động ngoài vòng hiến pháp. Theo AFA, không chỉ lấn sân của Chủ tịch nước, ông Tô Lâm trong thời gian gần đây cũng đưa ra hàng loạt chỉ đạo cho các bộ ngành của chính phủ vốn thuộc về thẩm quyền của Thủ tướng đã được Hiến pháp quy định rõ ràng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tổng bí thư lấn sân quyền lực, vi phạm hiến pháp trở thành thường lệ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thảo báo chấm đê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tin gọn bộ máy, kỳ vọng vào sự thực chất và hiệu quả thời tổng bí thư Tô Lâm. Ngày 27 tháng 11, VOA Tiếng Việt có bài Nhiều người mong việc tinh gọn bộ máy thời tổng bí thư Tô Lâm sẽ thực chất, hiệu quả. Theo đó, VOA cho hay, những tuần gần đây, sau khi tổng bí thư Tô Lâm công bố chủ trương xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu quả, nhiều người dân trong nước bày tỏ trên mạng xã hội Họ ủng hộ và hy vọng chương trình của ông sẽ thực chất và thành công. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Mới đại nhất, ngày 25 tháng 11, ban chấp hành Trung ương đảng họp bất thường, trong đó xác định rằng thực hiện của cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Theo VOA, tại cuộc họp, Tổng bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu phải thực hiện nghiêm nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính bộ máy mới sau khi được tinh gọn phải tốt hơn bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay để không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội của người dân. Theo quan sát của VOA, những quan điểm và lời chỉ đạo của ông Tô Lâm nhận được nhiều sự tán đồng, ủng hộ, hy vọng từ người dân thể hiện trên các diễn đàn mạng xã hội hay các trang cá nhân của những Facebooker có đông người theo dõi như Quy hoạch Toàn quốc, Mạc Văn Trang, Lưu Trọng Văn, Huỳnh Ngọc Trên, Hà Phan, Nguyên Khánh Trinh. VOA dẫn lời nhà báo đã nghỉ hưu, Chu Vĩnh Hải nhận định rằng Tôi tin tưởng rằng Tổng bí thư Tô Lâm có thể thực hiện tương đối tốt, đến tốt, việc tinh giản bộ máy và đưa ra những lý do theo góc nhìn cá nhân. Tổng bí thư Tô Lâm là người rất thực tiễn. Từ khi ông lên làm chủ tịch nước, rồi tổng bí thư, ông có cách nhìn không lý thuyết, ý thức hệ mà bằng con mắt của người kỹ trị, hành động. Việc tổng bí thư Tô Lâm sẽ tinh giản bộ máy thì hoàn toàn có cơ sở để hy vọng. VOA dẫn lời cựu nhà báo, cựu đại tá công an Nguyễn Như Phong chỉ ra rằng bên cạnh ông Tô Lâm cũng cần ghi nhận một nhân vật nữa đã đi đầu về cải cách bộ máy là ông Phạm Minh Chính ở thời điểm còn làm bí thư của tỉnh Quảng Ninh trước khi trở thành thủ tướng. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Bài học kinh nghiệm trong việc cải tổ bộ máy của Bộ Công an của các tỉnh, thành phố khác càng làm ông Tô Lâm thêm quyết tâm phải cải tổ bộ máy hành chính hiện nay đang rất cồng kềnh, kém hiệu quả ông Phong đưa ra quan sát. Vẫn theo VOA, cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thông nhà nước chưa công bố cụ thể cơ cấu các bộ và các tỉnh, thành sẽ được thu gọn, sát nhập, ra sao hay không thời gian là như thế nào. Ông Phong chia sẻ thông tin chưa chính thức mà ông có được cho thấy vào khoảng quý 1 năm 2025, Việt Nam sẽ hoàn thành đề án sát nhập các bộ, ngành, các tỉnh, thành và từ đó sẽ dành một năm rưỡi để thực hiện, với dự báo sẽ có nhiều hệ lụy mà các nhà chức trách phải giải quyết, nếu không thì chết dần. Vẫn cựu nhà báo này cho rằng, các nhà hoạch định chính sách đang thận trọng, chưa công bố thông tin chi tiết, còn vì một số lý do khác. Việc sát nhập này sẽ ảnh hưởng rất to lớn đến tư tưởng của nhiều cán bộ, đảng viên, vì anh đang từ cấp trưởng xuống cấp phó, đang từ cấp phó xuống cấp phòng. Và sẽ không loại trừ các yếu tố tiêu cực, đó là khiếu kiện, là lợi dụng việc sát nhập để đẩy đuổi những người không ăn cánh. Ông Hải nhận định, vì cải cách bộ máy có nhiều vấn đề nhạy cảm, cho nên họ còn đang ném đá dò đường. Vì Tổng Bí thư Tô Lâm mới lên, thời gian còn ngắn. Nhưng rõ ràng là dư luận rất ủng hộ, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tinh giản bộ máy. Tin tưởng công cuộc này sẽ thành công, ông Phong tiên đoán, Việt Nam sẽ có bộ máy tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, ít người, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, của người thi hành công vụ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tinh gọn bộ máy, kỳ vọng vào sự thực chất và hiệu quả thời tổng bí thư Tô Lâm Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới